Hướng dẫn cách đóng dấu bản quyền vào hàng loạt ảnh. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đóng dấu cái logo bản quyền vào hàng loạt ảnh để khi mà mình có thể upload lên trên Facebook hoặc là trên website thì mình giữ được cái bản quyền của ảnh của mình ha. Người khác sẽ khó để copy. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường link này nha, đường link này. Đấy. Và đường link này mình để ở phần mô tả thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả để bấm vào cho nhanh. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái nút, đó là nút chọn ảnh thì các bạn sẽ bấm vào nha. Rồi, các bạn sẽ chọn cái thư mục là chứa ảnh mà các bạn muốn đóng dấu bản quyền. Ví dụ như ở đây là mình chọn cái thư mục này. Và mình sẽ Ctrl A để chọn hết nha. Mình sẽ bấm upload lên. Rồi, thì nó sẽ ra cái giao diện giống như thế này. Đó. Rồi, thì mình sẽ thêm ảnh mình muốn đóng dấu vào ha. Rồi, ở đây là ví dụ như là thêm ảnh nè. Thì có thể là logo chẳng hạn. Các bạn bấm vào. Rồi, mình sẽ chọn cái ảnh mà mình muốn gắn vô hàng loạt ảnh này. Rồi, mình sẽ chọn là cái ảnh này nha các bạn. Rồi, mình sẽ thu hẹp nó lại. Đấy, cho nó nhỏ nhỏ. Rồi, đây là mình chèn cái logo vào ảnh ha. Bây giờ thì mình sẽ chọn là thêm văn bản. Thì khi các bạn bấm vào á thì các bạn có thể di chuyển cái văn bản nó xuống một cái nơi nào đó mà các bạn muốn. Rồi, như mình là mình sẽ thêm ở đây ha. Rồi, mình sẽ dán vào đây là cái số điện thoại. Đấy. Rồi, các bạn sẽ bấm là dấu bản quyền ảnh. Các bạn bấm vào đây. Thì mình sẽ chờ một chút để chương trình nó chạy. Rồi, các bạn sẽ bấm tải xuống. Chọn thư mục. Save. Bây giờ thì mình sẽ mở lên để xem. Mình sẽ giải nén ra nha các bạn, chuột phải chọn extract nè. Rồi. Như vậy là mình đã đóng dấu cho hàng loạt ảnh nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thực hiện theo và thành công nha. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị hữu ích với bạn thì các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông thông báo để mình ra video, thì các bạn sẽ là người sớm nhất nhận video từ mình.